Đại dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì muôn vàn lý do. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm, tổng giá trị khối lượng xây lắp các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam hoàn thành đến hết ngày 5 tháng 8 đạt 47,1% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 2%. Trong đó, 4 dự án với chiều dài 361 km gồm Mai Sơn, Quốc lộ 45, Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Phan Thiết, Dầu Dây cơ bản hoàn thành năm 2022, sản lượng trung bình đạt 65,5% giá trị hợp đồng, chậm 3,7%. 4 dự án quốc lộ 45, Nghi Sơn, Diễn Châu, Nha Trang, Cam Lâm và cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài 146 km, hoàn thành năm 2023, sản lượng trung bình đạt 47,1% giá trị hợp đồng, đáp ứng kế hoạch. 2 dự án Diễn Châu, Bãi Vọt và Cam Lâm, Vĩnh Hảo dài 128 km, hoàn thành năm 2024, sản lượng trung bình đạt 15,4% giá trị hợp đồng, chậm 3,6%. Theo ông Lâm, các khó khăn vướng mắc của dự án này bao gồm công tác khảo sát, điều tra, thỏa thuận với địa phương về mỏ vật liệu của tư vấn, ban quản lý dự án còn chưa sát với thực tế, thủ tục cấp phép khai thác kéo dài, một số địa phương triển khai còn chậm, nhà thầu thi công cũng chưa quan tâm đúng mức để chủ động nguồn vật liệu trong quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Mặt khác, biến động giá vật liệu đã gây khó khăn cho chủ đầu tư, nhà thầu trong việc quản lý giá thành, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong việc triển khai thi công, đặc biệt đối với các gói thầu các dự án cao tốc dẫn đến nhà thầu có tâm lý thi công cầm chừng, chờ giá xuống, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Với 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phải hoàn thành trong năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án và các nhà thầu nỗ lực triển khai thi công, tập trung khắc phục các khó khăn để hoàn thành dự án, xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ, đảm bảo theo đúng cam kết. Riêng 6 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 hoàn thành năm 2023 và 2024, Bộ Giao thông Vận tải liên tục yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu bổ sung tăng cường nhân lực, thiết bị để thi công, tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện và có các giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành.